chỗ này vừa có cuộc giao dịch giữa anh Dũng và anh Kiện trên chiếc xe mới của anh Lực. Trên chiếc xe mới của anh Lực. Bạn Minh Lực. Đấy, xe mới giao dịch. À đây, quên. Kiện này có con này gấu quá. Đấy. Ghê chưa? Chất lượng này anh Kiện nhỉ? Ừ. Bao nhiêu tiền đây? 15 triệu rồi. Đấy, êm ái chưa? 5 điện. 5 điện. Biết 5 điện rồi. Ừ. Chưa? À. Thông báo anh em Hà Đông trở lại nha. Đấy, anh em Hà Đông trở lại, vừa nãy chỉ đuổi gọi là làm phép tí thôi. Thắng tỷ lệ không à? Tôi nghe đang đuổi giáo viết tự nhiên này không đuổi nó vô vô lý đâu. Để ra làm tí, làm màu tí. Sau bôi bôi tí màu, sau mới giãn dần. Cao khoảng độ 7 cân, 8 cân, 60, 60, 70 đó, 60 cân, 60 đến 70 cân. Cục diện cây lùn. Tiếp chỗ này nhé. Ok. Đấy, nhìn chỗ này thì thích. Nhìn chỗ này thì thích. Quay lại ra đây cho nó hết lượt. Múc cái đấy à anh Việt? 2 triệu. Múc rồi à? Ừ. Quá. Hôm trước có ông nào alo không? Hả? Hôm trước có ông nào alo không? Ở nhà. Không phải. Quang à? Tôi hỏi ông hỏi cái tơi. Cái okay, ông hỏi hỏi cái tơi. Có tơi không nhỉ? Ôi giời, hay quá. Chuyện riêng này. Bao nhiêu tiền? Ký tiền nè mọi người. Anh thì ưu đãi. Bắt phở sáng. Châu cổ ấy. Lá cái này gì? Chất lá mệt lắm. Con này là đam gì còn? Chất lá chất răm. Đốt dài. Chất phẩm thực ra cái này biết tính giống như bảo bao nhiêu thằng nào hôm nay không đi bốc cây được hai ra hai chục hả hai chục hai chục à thế nào hai chục à có chứ nhà 500 triệu luôn 500 đấy. Bây giờ là cây này của anh Kiện là lên đường là bao nhiêu đây giá lên đường anh em lên đường 5 triệu một cái giấy kia là giấy là 3 triệu rưỡi 3 triệu rưỡi à rất êm ái nhé vừa thôi không không nhé bây giờ cái này bảo 20 rồi đấy cho anh em nó khổ không không nhé thế thì con gì để mà lòng cái này mà bới bới ra nhìn sạch cái này sạch mà cái này đang để đúng, anh mà mua được cái giá thế như thế đang nuôi rau mà chú mà mua được không bao giờ là bán đúng rồi rồi nhanh anh trẻ biết em biết không chỉ thế một chục Mỗi tuổi mấy, Dũng bán hết cơ mà, Dũng ăn cảnh mang ra phát bán đấy, hết luôn. 5 triệu bạc. Dũng được bán 1, 2, 3 cây. Đẹp thì thật là đương nhiên thì cây đẹp thì đắt. Bây giờ thuộc về sở hữu của Kiện đại ca. Nhiều thằng cứ ở cây đẹp đấy, đấy. Đẹp không? Kiện đại ca đã mua rồi. Ờ.
Nhìn thấy có lá cây cao cấp nhất thì múc rồi. Nhìn thấy lá chấm viền đẹp không? Nam viền của lá chấm viền. Đấy, đẹp chưa? Anh Kiện mua có 4.8 triệu cây thôi. Đang mà cộng đang cộng cho anh Kiện 200.000 mà anh Kiện không phải làm gì. Mặt nào chẳng như mặt nào. Hàng đang khan đấy, hàng đang khan đấy. Cộng 2 triệu bớt một sụt thấp. Nào chẳng mặt nào như mặt nào. Cây này nốt niếc. Đang phết mà. Anh Kiện bảo nó đẹp. Dễ bó. Nói chung là người nào mà không quan ngại về cái chất liệu này thì chơi ok. Quan trọng là giá nữa. Giá nữa. Dòng xanh này, luồn lúc nữa. Đây, Tuyền đang thích quả. Đấy, bốc giờ đây. Ra. Không gọi lấy rồi. Hả? À, không gọi lấy rồi. Trả bao nhiêu? Chắc là hạt rẻ thôi. Không rẻ đâu. Chắc là giá thấp nhất là 15 triệu. Em cảm giác cái chất liệu này không quá. Dáng rất đẹp. Nhưng mà quê chất liệu này lá thì lại không xấu nhưng mà đốt chứ. Con này lá vẫn chất đẹp bằng tất cả mọi quê. Cái dòng này đốt nó dài và sau răm nó xương. Ôi dồi ôi, mẹ đéo ngắm đâu mà. Nhưng mà tất nhiên nó dáng rất đẹp, làm đẹp được hết. Đây là bán rồi. Này phải bóc hết rau má đi, đang nuôi rau má mà bệ là nó là bệ như nào nhỉ? Không biết nói như nào mà cái kiểu dễ, những cái dễ như này này nó kết lại này các bạn này. Đấy, nó không phải là mình nó không phải là cái bệ nó như thân kiểu. Thôi, tóm lại là cứ bệ đẹp là được rồi, trọng là đã lên được với người khác rồi, lên được rồi. Tôi lúc đầu sáng tôi thích cái này nhưng mà lên được mất rồi, bán rồi. Phình ấy. Đấy. Đang bán giấm online này. Hello. Ôi 2 triệu. Tóc mới nhá. Lông đầu này. Hot boy chưa có xong chỗ. Hot boy. Bây giờ gọi là lông đầu cái đen cái trắng rồi. Đây gọi là đầu cuối. Chắc tí nữa các ông mới đi ra, bây giờ mới có 9 giờ. Cánh mỏng. Rồi.
lại bốc đít lên đường đi làm thôi. Đằng kia không nào ra không anh? Không à? Không, đang chờ nhờ, nợ ông Nhạn mấy triệu chờ ông ra mà chưa thấy đâu. Mấy triệu rồi. Nợ từ Tết rồi. Hả? Nợ từ Tết rồi. Yếu thế. Yếu. Chơi nhiều thì yếu rồi. Rồi, rồi. Em cái em mạnh chú ra ấy, kính cho sau gáy kính chưa? Đấy. Chuyên thợ săn đấy. Đấy, cao thủ săn ghê. Thấy chưa? Chuyên đẹp là bác ấy. Nhìn thấy cao thủ chưa? Đấy. Chuyên trợ sâu. Đấy. Đấy. Đây đẹp. Cái đội để đây hơi khó đứng. Đấy. Thấy chưa? Cao nhỉ? Anh Trung không lên à? Trung bây giờ đang thừa tiền rồi, không cần. Đang bán giá lợn chết. Này hơi thiếu đấy, hơi thiếu tí dâu dâu đấy. Chở con này về đây. Ra. Em ơi. Nhìn thèm lắm. Không lên à? Hả? Bây giờ phi lên vẫn kịp mà anh em đang họp này đông vui lắm. Thôi chào các bác, để đi đi làm đi, mặc dù chợ đang bắt đầu đông vui nhưng mà phải đi làm đi. Thêm một số xe bán rong ra rồi, đi làm đây.